Chú Bơm ơi, chết rồi, chết rồi chú Bơm rồi à? Chết. Bao giờ viếng? Viếng cái gì? Em tưởng là bác bảo là ông Toán đầu phố ông đi rồi. Không, ông ấy đang ốm. Ừ, thế bảo ốm lâu lắm rồi mà. Không, chết đây này. Ai? Lại chết vì tai nạn giao thông đây này. Ui trời ơi, một ngày mà có bao nhiêu vụ thế này thì ai còn dám ra đường nữa nhỉ? Ôi trời ơi, bác tính muôn thuở rồi vẫn là như thế. Thế nhưng mà ngày nào mà vẫn chả phải trường mặt ra ngoài đường. Như bản thân em đây này, một ngày ít nhất là cũng phải 2 lần đến cơ quan. Cơ quan của chú á? Ở đâu? Mới có à? Thì ở đây chứ ở đâu. Cô hai, thế nơi làm việc công tác không gọi là cơ quan, gọi là cái gì? Chú thì cứ giỏi đùa. Mà này, khổ thật đấy. Chết nhiều như thế này mà người ta vẫn phải tham gia giao thông. Mà tôi thấy hết nghị định nọ, chỉ thị kia, công an giao thông thì tăng cường mà phạt cũng tăng lên. Vậy mà tại sao người ta vẫn tắc đường, vẫn cứ tai nạn là thế nào thì không ăn thua đâu bác ơi. Em nói cho bác nghe, ở cái thành phố này có biết bao nhiêu dân, một ngày có biết bao nhiêu người đổ ra ngoài đường để vì miếng cơm manh áo. Biết là nguy hiểm đấy mà vẫn cứ phải ra. Mà những cái giải pháp đấy em nói bác nghe chỉ là giải pháp tình thế thôi. Tình thế nó mang thế tính nào? Cấp cứu thôi. Em nói bạn muốn giải quyết triệt để về cái vấn đề an toàn giao thông ấy, là phải có một cái chiến lược đàng hoàng, là phải có những cái quy hoạch một cách tổng thể ấy, thì nó mới có thể là giải quyết triệt để được. Chứ còn làm theo kiểu chộp giật như này nhá, không ăn thua. Hay quá, triết lý của chú nói hay như đài. Em nói cho bác nghe, còn cái điều quan trọng nhất ấy, đấy là ý thức tham gia giao thông của người dân. À, quan trọng nhất. Chứ chính còn... xác, chú nói rất chuẩn, giống hệt đài nói, báo nói. Này, có lẽ là chú phải cử cho đi học để mở một cái lớp đào tạo cán bộ ấy chứ. Em nói cho bác nghe, em không có điều kiện học hành thôi. Chứ em mà được học hành tử tế nhá, ít nhất em phải kiếm được cái bằng trung cấp đấy. Ừ, trung cấp là trung cấp thế nào? Chú chưa học hành gì mà chú đã biện luận hùng hồn như thế, lời lẽ đã đanh thép như thế. Nếu mà chú được đi học, tôi nghĩ chú phải là giáo sư tiến sĩ đấy chứ lại đùa. Nói thật với bác nhé, giáo sư tiến sĩ mà không có được một cái giải pháp nào đó để mà giải quyết cái vấn đề về giao thông ấy mà, thì cũng chẳng bằng một người dân bình thường như anh em mình mà có ý thức tốt. Hay quá. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Ôi, sao lại đi đứng thế này? Làm sao không? Không sao. Trời ơi, cái đến đường không đi mà lại đi lên vỉa hè. Ô, chỗ này làm vỉa hè. Thế không vỉa hè thì là ban công của nhà ông đấy. Làm cứ tưởng đường. Xe người ngợm có làm sao không? Không sao. Mà này, đi xe có mũ xong đội vào. Ôi này, không đội mũ không phải vì xe em không có mũ. Rượu giật bia rung, đội mũ này làm cái gì? Thằng này nó say lắm rồi. Rồi say thế nào? Đứng ra đây. Em uống. Ôi, đi đâu về mà lại uống nhiều thế này? Uống. Sao không ở nhà mà nghỉ cho nó khỏe đi, còn ra đường làm gì? Ở nhà làm gì? Hôm nay là ngày cưới chồng cho mẹ em ở nhà bác. Thế tức là bố cậu cái gì? Không, cái thằng này nó không phải là bố em. Ngày xưa nó yêu mẹ em, bây giờ mẹ em cưới nó thì chả là cưới chồng cho mẹ em. À, thế là cậu buồn quá rồi đi uống rượu phải không? Không buồn, thế nào vui. Vẫn khởi. Cuộc đời. Cuộc đời vui. Vui, vui quá. Thế này vui vẻ gì nữa? Thế bác xem sửa em cái phanh để em còn đi ăn cưới. Thôi. Tốt nhất là thế này. Đừng có sửa vội. Để đây chú Bơm chú xem mà hỏng chỗ nào chú còn thay thế hoặc sửa chữa cho. Tốt nhất là ra đầu phố đi xe ôm cho nó an toàn. Ê, đưa dâu đi bằng xe ôm bác nói chứ. Ấy, khổ quá. Thế bây giờ nhưng mà xe thế này thì đi thế nào? Ôi rồi nè, em đi ô tô buýt cho nó lạnh. Bác cứ sửa gấp em nhé. Đi ô tô buýt thì đừng có mà lại mốc đầu xe buýt nhá. Mốc đầu nào? Em nói thật bác, cái sức của em còn uống 50 chai nữa mà em đi bốc đầu từ đầu ngõ đến cuối ngõ, em còn hát nét chuẩn luôn. Chết thì còn hát à? Còn hát. Xe nó không chuông, không phanh, không gác, đổ bu. Có ai có em trên đường ngã chứ. Em đi nhé. Này, này, khổ quá, đấy là cái cây đấy. Ui giời đấy, lại ngã rồi. Ui giời ơi, chồng kìa. Ôi, sao thế này không ở nhà đi còn ra đường làm cái gì? Mà, tài thật đấy. Nó ngã như thế mà nó vẫn dậy được, nó vẫn đi lại được thì giỏi thật. Thằng này có khi nó có võ say chú ạ. Có cái gì?
cái loại này nhá, nó cứ say này thà nó nằm chết bẹp một chỗ đi mọi người còn được nhờ, loạn qua loạn quạng thế kia đi ra khối người chết oan vì nó ấy. Chết thật. Mà em tính rồi, chính ra mấy cái thằng này cứ cho nó uống rượu vào xong cho nó lái xe nó ngã đâm lại hóa hay. Này chú không được ăn nói như thế. Ok, thì bác không thấy nè nhá, đấy nó ngã như thế kia, đầu nó đập cả vào vỉa bá toa thế kia mà nó đứng dậy nó vẫn đi cho nhoáy đi, nó có thấy đau đâu. Mấy thằng này nhá, nếu có làm sao vào trong viện có mổ thì không cần phải gây tê đâu. Này chú nói thế là không được, biến chất thai hóa. Tôi nghĩ là phải điều tra ngọn ngành và phải quán triệt tận gốc. Theo tôi là phải bắt hết những cái ông bán rượu cho cái đám tham gia giao thông này. Bắt làm sao được? Bây giờ em hỏi bác đến bác bắt ông bán rượu, ông bảo là bắt làm sao được tôi? Phải có cầu thì phải có cung. Nó uống rượu thì tôi bán rượu, bắt là phải bắt thằng uống rượu chứ. Lại ra bắt thằng uống rượu lại bảo ông hiểu sao? Cái ông bán rượu thì phải có người uống. Thế tôi tóm lại tất cả là do ý thức của người dân hết. Mà cũng lạ thật đấy, có biết bao nhiêu chỉ thị, rồi biết bao nhiêu là hàng tháng thì là tháng an toàn giao thông, rồi công an thì nhiều như thế. Vậy mà tại sao vẫn có những trường hợp như thế này xảy ra, vẫn ùn tắc, vẫn tai nạn giao thông nhỉ? Bác thấy không, công an thì đứng đầy đường ra như thế, nhưng mà bây giờ cứ thấy bóng áo vàng một cái là nó lại nghiêm túc đâu vào đấy. Người ta vừa mới quay lưng đi phát thì nó lại bắt đầu giở trò, làm sao mà cấm được. Tóm lại ý thức mà kém ấy, không giải quyết được vấn đề gì cả. Chết chết, thế này chết nhiều cũng là đúng rồi chú ạ. Khách của bác ấy kìa. Thôi chú sửa xe cho nó đi, kẻo không lát nữa nó về lại không có cái mà đi. Ui giời ơi, đây này, xe ông có tí phanh nào đâu. Anh ơi, anh cho em hỏi ở đây ai photo đấy ạ? Kia, ông kia. Anh photo em của sách. Cái gì thế này? Sách dạy kỹ năng đi xe buýt căn bản. Dạ vâng. Từ ngày tôi mở cái hàng photo thì ra chưa bao giờ thấy quyển sách lạ thế này. Chú Bâu ơi, quyển này lạ đấy. Này, dạ. Chú làm lái xe à? Không, em không phải lái xe. Mà quyển sách này ấy, nó là dạy mình cách đối phó với xe buýt làm sao cho nó an toàn nhất bác ạ. Sao lại phải đối phó với xe buýt? Sao lại phải đối phó với xe buýt? Ôi giời ơi, các bác cứ chôn chân ở đây. Các bác không biết rằng cái vấn đề xe buýt gây tai nạn ấy, nó là vấn đề cực kỳ bức bối của xã hội bây giờ. Chính vì cái kinh nghiệm là mấy chục lần em bị xe buýt đâm cho nên em mới viết ra quyển sách hay như này. Đây em đọc cho bác nghe. Vâng, đây này. Trước khi đi ra khỏi nhà hãy viết tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của người thân vào một tờ giấy rồi găm vào người. Để làm gì? Nhỡ may bác mà bị xe buýt nó tông chết ấy thì dân đi đường người ta còn biết địa chỉ người nhà mà liên lạc để còn đến lo ma chay hậu sự cho các bác. Chú nghe nói kinh của bố ơi được thì... Đây là còn tiếp nhá. Trong trường hợp một chiếc xe buýt nó đang lao nhanh như một con sóc của người mình, lúc đấy đừng hoảng loạn, hãy đánh lái thật nhanh, lao vào vỉa hè, một ngôi nhà hoặc một hàng quán, thậm chí là một ô tô khác nhá, miễn không là xe buýt. Đâm đầu vào ô tô thì chết thì còn gì. Trời ơi, đâm vào những cái thứ đấy bác còn có khả năng sống sót và có thể quẹ chân gãy tay. Thế nhưng mà em hỏi bác, cái xe buýt nó như cái xe tăng ấy, nó mà đâm vào người bác thì bác không nát một đời tương, không thành mã thây hơi phí. Đúng rồi. Còn chưa còn, hết còn gì nữa không nhá. Chú em bảo này, đừng bao giờ bác đi đường ấy tham gia giao thông mà bác đi song song với cả xe buýt. Đừng bao giờ, bởi vì sao? Xe buýt đỗ vào bến không bao giờ xi nhan. Nó mà mù tạt một phát là các bác không những bay lên vỉa hè mà còn bay thẳng vào nhà dân. Ôi giời ơi. Kinh thế cả. Còn cái gì nữa không? Ui giời, còn nhiều, còn rất nhiều. Đấy, các bác thích em tặng các bác sách luôn. Thế tóm lại tức như là... nói như chú có nghĩa là đi xe buýt là an toàn nhất đúng không? Đúng vâng. Rồi. Tức là kỹ năng cuốn sách này nó dạy. Ai vừa nói buýt buýt an toàn nhất này. Ủa? Đây này. Buýt buýt này. Buýt buýt này. Lại chú đấy à? Vâng. Là làm sao mà lại đến nông nỗi này? Ngồi đây. Sao? Thế đã đưa được dâu chưa? Ôi giời ơi, sắp đưa ma lên nơi đưa dâu. Ôi giời ơi, sao thế? Nhưng mà đấy. Sao đến nông nỗi này? Nó như này các bạn. Em mình ra em đi cái xe ôm. Nhưng mà nghĩ là đưa dâu ở đi xe ôm nó ôi quá. Thế là em lên xe buýt cho nó sang. Thế nếu đưa em đi vào đến gần đến bến, nó thả em giữa đường. Em vừa thò cái chân phải xuống đất thì nó châm cửa lại. Ôi giời. Đấy, xong là nó lôi em 10 mét. Sao tưởng là chú có võ cơ mà. Em cũng dở võ đấy chứ. Em dở cái thế võ là chó đái bờ dậu. Nó cứ thế này. Giời, đi 10 mét luôn. Xe buýt lôi 10 mét. Vâng, 10 mét. Tức là một chân ở dưới đất, một chân vẫn kẹp ở cửa xe. Đúng rồi. Kẹp lại mà. Đấy, xong là em vừa rút được cái chân trái ra.
chưa kịp hoàn hồn thì thằng xe máy nó tông đúng háng em. Đấy. Này. Này. Xe máy nó tông vào háng hay sao chú lại tóe máu đầu? Thì em không biết là nó vào đâu thì nó vào. Thế thì em đau háng nhưng mà người ta lại băng em ở đầu. Đấy, em chả có cảm giác gì. Đây. Thế thì tôi giới thiệu với chú. Chú này. Đây. Chú ấy đang định xuất bản một cuốn sách gọi là Kỹ năng đối phó với xe buýt. Đây, chú gặp chú này là đúng việc luôn. Sách của em cực kỹ. Ôi, sách này vứt. Tôi đọc quá nhiều rồi. Cái gì? Còn thiếu nhiều mà chả vận dụng được cái gì. Thiếu cái gì? Cực kỳ đầy đủ này mà ông bảo thiếu à? Tôi hỏi chú nhá. Thế nó có cái mục làm thế nào mà xuống xe buýt an toàn không? À? Có không? Không, không, không. Đấy là chưa kể đến cái mục nằm thế nào dưới gầm xe buýt để toàn thân. Đấy. Còn chưa nói đến cái việc nhá, bật tôm thế nào lên nóc xe buýt để không chạm vào đường dây cao áp. Ui dồi ôi. Có chưa, có chưa? Dạ, dạ đúng là bác nói thì em mới thấy là sách của em đang còn thiếu sót nhiều quá. Ừ, thì thôi bây giờ thiếu quá nhiều. Em với bác ra làm một cút rượu. Để em mời bác làm giáo cụ trực quan cho em ghi bổ sung vào sách. Bao cẩm nang đi. Dạ vâng, để vào cẩm nang đi cho biết. Ôi chú say lắm rồi, rượu chè gì nữa. Là có gì này, là có gì. Vui. Đi luôn. Này bác ơi bác, sửa nhanh cho em cái xe. Mà cứ bình tĩnh sửa cũng được. Để tí em mang về em cất. Em ra bổ sung thôi. Đi. Bác ơi yên tâm, ông không say được. Đây, ông say, ông ngã mà ông ấy còn không vỡ đồng hồ này. Uống ít thôi nhá. Chết thật đi. Thế mà vẫn còn ra đường được. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Này, cái tình trạng giao thông thế này thì nguy hiểm quá nhỉ. Biết đi cái gì cho nó an toàn bây giờ chú nhỉ? Đúng thật. Tưởng là ngồi trên xe buýt thì nó an toàn mà đến bây giờ đấy. Đi xe buýt cũng không an toàn nữa thế này thì anh em mình biết sống ở đâu? Hay là không sống ở đây nữa thì sống ở chỗ nào? Lên rừng thôi. Cái gì?